Chào các bạn đến với Học viện Công nghệ Thông tin NIT IPMark. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Chúng ta tiếp tục xây dựng chương trình đấu trường 100 bằng công nghệ WinForm. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạo ra cái form đăng nhập và chúng ta học cách sử dụng hai điều khiển cơ bản nhất là textbox và button. Tôi tạo một project kiểu Windows application đặt tên là đấu trường 100 quiz editor. Và các bạn thấy là nó sẽ tạo ra một cái form sẵn cho chúng ta. Tôi build cái project này và chuyển nó thành startup project, nghĩa là project nó sẽ chạy khi mà chúng ta ấn Ctrl F5. Và bạn thấy là cái form đầu tiên nó đã được tạo ra, có cái chức năng là minimize đóng form. Rồi tôi thêm một cái form mới, chúng ta có thể tạo new item và chọn vào window form, hoặc là nhanh hơn chúng ta chuột phải và chúng ta add window form. Để tôi thêm cái form tên là login, tiếp đồng ngữ là FRM. FRM là viết tắt của chữ form. Và tôi xóa cái form nó tạo sẵn cho tôi đi. Chúng ta sẽ đi thiết kế cái form login này. Trước tiên thì chúng ta cần đặt cái thuộc tính text của form. Tôi đặt ở đăng nhập. Thì bạn sẽ thấy là nó hiển thị ở tiêu đề form là đăng nhập. Và tôi kéo hai cái control, cái điều khiển là trước tiên là cái label, đặt là tên đăng nhập và thuộc tính text. Và tôi đặt tên của cái label này là lbl, login name. Các bạn lưu ý ở đây tôi đặt prefix lbl để cho nó dễ nhớ. Quy ước của lập trình viên. Tôi kéo một textbox vào, đặt tên nó là textbox username, viết tắt txt là tiếp đầu ngữ viết tắt của chữ text. Tôi kéo một label thứ hai vào, đặt tên là lbl password. Chỗ này để chúng ta nhập password. Text hiển thị ra ngoài thì tôi đặt là mật khẩu. Thêm một cái textbox nữa để người ta có thể nhập mật khẩu vào. Tương tự chúng ta cần đặt tên là txt password. Và đặt thêm hai cái nút để người ta có thể thực thi cái câu lệnh, thực thi cái tác vụ là đăng nhập và thoát chương trình. Button login, tôi đặt tên là btn. Cái chuỗi hiển thị ra trên cái button là đăng nhập. Và cái nút thứ hai là nút thoát. Tên của nó là btn, exit. Xong rồi. Và tôi thử chạy chương trình. Thì các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã xóa mất cái form một lúc đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng cái form login của chúng ta. Thì đây là cái form đầu tiên khi chạy chương trình. Bạn thấy là form của chúng ta đã ra rồi. Ấn chưa có tác dụng gì cả vì chúng ta chưa viết code ở đằng sau. Form này hiện tại nó đang rất dở vì nó cho phép người ta resize. Tôi sẽ không cho người ta resize nữa bằng cách là ta chỉnh thuộc tính là form border size. Có rất nhiều các cái giá trị ở đây. Thì bạn có thể thử từng cái một. Ở đây tôi sẽ chọn cái là fix dialog fixing. Thì không cho người ta resize cái form. Tôi tắt hai cái nút maximize phóng to form và nút minimize đi. Và tôi thử chạy chương trình thì bạn thấy là bây giờ không không được resize cái form này nữa. Xong phần thiết kế cái giao diện của cái form. Bước tiếp theo là chúng ta viết code, viết cho sự kiện, code cho sự kiện đăng nhập. Chúng ta ấn vào nút đăng nhập hoặc là tôi kích đúp vào nút đăng nhập thì các bạn thấy là nó sẽ đưa đến cái chỗ các bạn có thể viết code cho cái phần đăng nhập ở đây. Đây là ví dụ đơn giản thì tôi sẽ so sánh cái username có phải là admin hay không và password có phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay không. Thì ở những cái bài sau phức tạp hơn thì chúng ta sẽ thực thi việc là kết nối đến database hoặc là mã hóa cái thông tin nhạy cảm này đi chứ không ai người ta viết ở trong code như thế này. Nếu đúng mật khẩu và tên đăng nhập thì tôi sẽ hiện ra cái thông báo là bạn đã đăng nhập thành công. Và nếu sai thì tôi hiện ra thông báo là bạn có phải là hacker hay không. Thì bạn lưu ý là cái message box show này nó có hai cái chồng hàm. Ở đây tôi dùng một cái chồng hàm khác. Tôi thích chỉ định được là cái message box đấy có những nút nào và cái icon biểu tượng hiển thị trên cái message box đấy là biểu tượng gì. Xong rồi, ta thử chạy chương trình xem sao. Đây là cái form đăng nhập của chúng ta. Tôi đánh vào.
ấn nút đăng nhập, nhập thành công. Trường hợp không thành công thì bạn thấy là nó có cái icon error màu đỏ. Cái mật khẩu thì thường là không ai người ta hiện cái mật khẩu cho ra như vậy, thì tôi sẽ mã hóa nó đi. Chúng ta dùng thuộc tính là use system password char bằng true và sẽ chỉnh sửa lại. Đã thấy là mật khẩu nó sẽ không hiện ra mà nó giấu đi. Còn nút thoát thì tôi sẽ đơn giản tôi gọi cái hàm là application exit để thoát chương trình. Tôi thử lại. Nút thoát thì chương trình sẽ thoát. Như vậy là ta đã tạo được cái chương trình đầu tiên bằng WinForm.